Xin chào tất cả các bác. Trên xe đạp bên em nay có hai đơn đi, một đơn đi Vĩnh Long, một đơn đi Hồ Chí Minh, một đơn là địa hình Gian, giá 7.9 triệu, một đơn là địa hình Java, giá 5.8 triệu. Hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác đây. Địa hình Java giá 5.8 triệu, địa hình Gian giá 7.9 triệu. Thì hiện tại em đang ở bưu cục Viettel để gửi hàng đi cho các bác.